Hello, it's me Tony Almighty. Xin chào mừng mọi người quay lại với channel review nước hoa của Mạnh Tuấn nha. Ngày hôm nay thì Tuấn rất là hân hoan để mà giới thiệu đến mọi người hai chai nước hoa rất là quý mà Tuấn vừa mới cầm về được trong tay cũng mới thời gian gần đây thôi. Trước tiên thì nói sơ sơ về những cái nhóm mùi nước hoa thì như những cái chai mà Tuấn đã review thì đâu đó Tuấn hay nói là ở này thuộc nhóm aromatic hay là thuộc nhóm gourmand hay là thuộc nhóm fougere cái kiểu vậy hay là oriental kiểu gì đó. Thì có một cái nhóm hương mà lâu nay Tuấn không có đụng đến nhiều. Cái thứ nhất là do Tuấn chưa có rành về những cái chai nước hoa thuộc cái nhóm này. Và thứ hai là Tuấn không có một chai nào đặc thù của cái nhóm mùi này để giới thiệu mọi người về cái tông mùi này cả. Thì đó là cái nhóm hương ship ha. Và vì sao giới nước hoa họ lại đặt cái nhóm hương này là nhóm hương ship theo cái tên của cái đảo quốc ship Cộng hòa ship ở bên Địa Trung Hải. Thì theo Tuấn tìm hiểu là cái nhóm hương ship nó tạo nên một cái cảm giác ấm áp và kiểu khô ráo thoải mái giống như cái khí hậu ở đảo ship, và đặc biệt là ở đảo ship thì nó có những cái tông mùi hoa lá cỏ cây gì đó nó khá là đặc thù về mùi hương. Đó là lý do mà họ tạo nên họ gọi cái nhóm này là cái nhóm hương ship. Và mặc dù là những cái nốt mà chúng ta đã bắt gặp ở nhiều chai nước hoa khác, ví dụ như rêu sồi hay là hương hay là nhựa resin hay là nhựa cây keo banum hay cái gì đó, thì đây là một cái nhóm hương mà thật sự là Tuấn không có rành, nói thiệt là không có rành. Và hai chai nước hoa này đến từ một cái thương hiệu rất là chảnh chảnh tró của Pháp, đó là thương hiệu MDCI, Marshall Design and Creation Independence, những cái thiết kế và sáng tạo độc lập của Marshall. Thì với cái định hướng của nhà này á, họ muốn tái tạo lại những cái sự hào quang thời xa xưa của châu Âu, những cái sự gọi là lịch lãm, những cái sự sang trọng của giới quý tộc châu Âu thời xưa. Cho nên cái nhà này thì với cái gọi là cái định hướng như vậy thì nước hoa của họ thường là mang một cái tông mùi nó khá là cổ điển, trang trọng, và cái kiểu nó rất là Pháp luôn, theo cái kiểu văn hóa Pháp là cái kiểu là trang trọng, nho nhã, rồi cổ điển, thanh lịch. Thì hai chai nước hoa Tuấn order, một chai là theo Tuấn hỏi ý kiến của boss nước hoa là một chai hay nhất của mùi nam và một chai hay nhất mùi nữ. Thì mọi người biết không, hai cái chai này Tuấn order hoàn toàn là blind buy, tại vì không hề có một cái mẫu thử hay là một cái cơ hội nào để mà ngửi cái mùi này ở Việt Nam. Cái thứ hai nữa là cái blend mùi khá là phức tạp, gọi là khá là mình đọc qua mình không biết được, cái không thể nào đoán được cái tông mùi nó sẽ như thế nào. Đó là lý do mà Tuấn hoàn toàn blind buy hai chai này. Và cộng thêm một cái điều vì sao kích thích Tuấn mua hai chai này là vì cái thiết kế nó rất là đẹp. Cái thiết kế của hai chai này mà Tuấn thường hay có nhá hàng ở trong cái community của YouTube cũng như là trên Zalo, là cái hình thái của cái nắp của những cái chai này là có một cái tượng, kiểu tượng tượng cái tượng châu Âu, nó thiết kế rất là đẹp luôn. Thì giá của những chai này rất là mắc và order cũng rất là khó luôn. Thì review này trên cái tinh thần là Tuấn là review Việt Nam, có thể là tới thời điểm này là đầu tiên review những cái mã của MDCI và mang tính chất khoe của là chính. Sorry nha, giỡn chơi chút xíu vậy thôi. Nhưng mà mình muốn review chai này với cái cảm quan của một người hoàn toàn mua mù, blind buy hai cái mã này để coi cái cảm nhận của nó như thế nào. Thì hôm nay Tuấn sẽ review hai chai đến từ thương hiệu MDCI, một chai nam, một chai nữ. Chai nam có tên là Ship Palatine. Thì dịch ra là ship là đảo ship nè, Palatine là dạng như một cái người đứng đầu, một cái vị lãnh chúa hay là bá tước đồ gì đó ở cái vùng đất này. Thì có thể đây là một cái tác phẩm hội họa hay cái gì đó tên là Ship Palatine thì Tuấn không biết. Nhưng mà cái chai nữ thì là một cái tác phẩm opera nhạc kịch ha. Ok, thì Tuấn sẽ giới thiệu sau. Thì bây giờ Tuấn sẽ tiến hành đập hộp. Cái chai order về thì nó có một cái hộp ở ngoài bảo vệ như thế này, khá là kỹ lưỡng. Và sau đó mở ra thì chúng ta có một cái hộp có seal của Ship Palatine với cái thiết kế nó màu hộp giấy, khá là cứng cáp, màu xám xi măng đậm, và cái tem nó bằng bạc, màu bạc ở phía trước dưới này. Đây là cái chai với dung tích 75 ml và
Và nồng độ là eau de parfum ha, thì khá là mắc tiền. Chờ chai này mọi người biết là tôi order từ hồi khoảng cận Tết đó, mà tới 4 tháng sau nó mới về. Nó rất là khó, nó bị cái gì mà nó bị trục trặc về ship từ bên châu Âu về Việt Nam, rồi sau đó bị kẹt lô hải quan ABCD đủ thứ đủ kiểu hết. Thì boss nói Tuấn không không muốn chờ thì trả cọc lại cũng được, nhưng mà Tuấn nói thôi chờ đi. Trên cái siêu thì nó có một cái tem ha, thì MDCI cũng là một cái thương hiệu mà thực sự là Tuấn hoàn toàn mới đối với mình, mặc dù nó rất là sang nhưng mà nó hoàn toàn là một cái thương hiệu mà mới và cũng ít người, mọi người thấy cũng ít người chơi cái mã này. Nhưng mà Tuấn là collector cho nên Tuấn rất là thích những cái gì đó hiếm, quý hiếm và nó hay ho. Tông mùi ship thì cũng là một cái tông mùi mà có một bạn với Bình Dương, em Duy với Bình Dương là một cái tông mùi em rất là thích. Cái mùi nó cái kiểu thanh mát dễ chịu rồi ấm áp rồi kiểu gì đó. Đây, trời ơi mình sợ lắm luôn, những cái sao nó cứng vậy nè. Cái hộp của nó rất là đẹp. Wow, ở phía trong thì người ta có chèn hai cái mốt ở phía trong này, nhưng mà cũng không thể nào mà một cái quá trình vận chuyển xa và lâu thì cái hộp ở phía cái đế nó cũng hơi bị rách nè. Wow, một cái tượng rất là đẹp luôn. Và cái juice của chai này thì là màu cam sẫm như thế này đây. Một cái tượng rất là đẹp. Cái tượng này không biết bằng gì, có thể bằng composite, mình không dám rờ vô sợ nó dơ. Nhưng mà đây là cái bản nắp có tượng, nó mắc hơn cái bản nắp thường. Cái bản mà nắp thường thì nó có cái hình giống như những cái hình hội họa hay là bức tranh vẽ về cái nhân vật ở của cái chai thuộc cái line Masterpiece, là những cái kiệt tác của thế giới á. Còn cái nắp tượng thì là nó không có hình nhưng mà nó sẽ có cái tượng. Mọi người thấy một cái thiết kế rất là đẹp, rất là sang và nó rất là cổ điển. Nó mang lại một cái tượng thôi là cái lý do 80% cái tích Tuấn mua cái chai này, chứ còn thật sự cái mùi thì Tuấn chưa không thể nào hình dung ra được. Và cái mùi của chai này thì thật sự là Tuấn phải nhờ vả đến cái sự gọi là trợ giúp của Frantica thôi. Ồ, cái nắp nó hơi lỏng, nó không có một cái gọi là cái đóng cái cạch xuống rồi này kia. Ok, thông tin chai nước hoa. Ồ, mình cầm mà mình sợ luôn mọi người. Bây giờ Tuấn sẽ xịt một shot của Ship Palatine lên cổ tay thử coi cái tông mùi này như thế nào. Wow, một tông mùi rất là cổ điển nha. Vòi xịt khá là tốt. Mùi rất là sang. Tuấn nghe ra được một cái tông mùi cổ điển. Nó có một cái mùi cam quýt, cái mùi quýt trong chai này rất là rõ luôn. Và sau đó là một cái tông mùi cực kỳ cổ điển, mùi của những ông bà nội. Ông bà nội cái thời mà thập niên 70 80 á. Nhưng mà mùi rất là thơm. Nó sang lắm. Tôi không biết được là cái tông mùi gì tại vì nó rất là phức tạp, thực sự là cái tông mùi đó rất phức tạp. Nó có một chút gì đó nó mang hơi hướng của cái chai Helmut Lang. Cái chai này một cái chai cũng đã discontinue và nó cực kỳ hiếm luôn, không biết Tuấn đã review chai này chưa, hình như chưa. Nó có một chút gì đó. Mới đầu là mùi cam chanh và hoa, sau đó là nhưng mà nam tính nha, một cái tông mùi thật sự là mùi nam tính và cực kỳ sang trọng luôn, rất sang trọng. Thật sự là Tuấn không biết diễn giải cái mùi này, Tuấn không thể nào Tuấn đoán được cái mùi này và Tuấn diễn giải ra rõ. Nhưng mà một cái mùi khá là phức tạp, không giải thích được, phức tạp vô cùng. Nhưng mà rất là hay. Đây là một cái chai mà Tuấn nghĩ là nó sẽ cực kỳ phù hợp với lại cái thời tiết trời mùa xuân và mùa thu. Cái hậu nó lên một chút the mũi của những cái nốt gì ta, nó cổ điển cái kiểu mà nó lên một chút cái mùi nó nồng cái mũi, nó cay cái mũi mà nó dễ chịu lắm, mùi rất dễ chịu, rất là sang và lịch lãm.
hình ảnh của cái chai này nó giống như là những cái người mà tài tử, cái kiểu tài tử hồi xưa của Pháp á, vô cùng lịch lãm và nhẹ nhàng mà rất là sang, có nghĩa là cái đẳng cấp của họ thể hiện qua cái mùi hương này. Thật sự là Tuấn bấn loạn với cái mùi của cái chai này, Tuấn không không thể nào diễn giải được mùi hoa, mùi trái cây ngay từ đầu, và sau đó là một cái nền hơi ấm mũi của cái kiểu mà mùi ấm mũi của cái kiểu mà nhựa cây á, cái kiểu mà nó hơi lên một chút balsamic, cái kiểu mùi nó hơi hơi có một cái sự gắt mũi nhưng mà nó không có gắt kiểu lên mùi dầu gió như những cái chai mà đậm mùi balsamic. Và sau đó là cái nền của gỗ nữa, gỗ và xạ hương. Nói chung những cái gì mà nó sang trọng, nó tập trung trong chai này mà rất là khó diễn giải mọi người. Thật sự cái mùi chai này rất là thơm luôn, rất là thơm, rất là thích. Kiểu như mùi của Alain Delon hay là mấy cái minh tinh hồi xưa, minh tinh tài tử kiểu Pháp, rất là Pháp, một cái chai mùi rất là Pháp. Bây giờ Tuấn chắc chắn cái chai này Tuấn phải cần cái sự trợ giúp của Frantica rồi, tại vì một cái hỗn hợp mùi mà Tuấn không thể nào Tuấn diễn giải được rõ ràng với mọi người. Thật sự mùi rất là dễ chịu. Ok, Tuấn đã chuẩn bị sẵn cái tablet để mà đọc nốt cho mọi người ha. Đây, cái mọi người có thể thấy cái bảng này là cái bảng không tượng, nắp bình thường, nó có một cái tua rua. Và cái bảng này thì không biết sao nó không có cái hình, nhưng mà Tuấn thấy có một số chai là nó có cái hình nó dán ở phía ngoài nè. Hình như đây là cái hình của cái ông không biết. Ôi, nói chung mình rất là bấn loạn với cái nốt này. Chypre Palatine, một chai có cái tông mùi chủ đạo Amber Sweet Leather Green Warm Spicy Warm, rất là phức tạp. Amber là mùi ấm kiểu hổ phách nè, sweet là mùi hơi ngọt nè, mùi leather là mùi da thuộc nè, mùi green là mùi xanh nè, warm spicy là mùi gia vị. Nó rất là nhiều nốt. Chai này được đánh giá là phù hợp vào mùa xuân, mùa thu và mùa đông. Ba cái bình chọn ở cái này là ba cái bình chọn về mùa nè. Giống như những gì mà Tuấn cảm nhận ngay từ đầu. Được đánh giá 4.48 điểm trên 5, một số điểm rất là cao, và chỉ mới hơn 1.000 người là rờ được tới cái chai này trên cái cộng đồng Frantica thôi. Chai này được ra đời vào năm 2012. Mọi người coi tầng hương của nó nè, quá trời luôn. Mùi galbanum, một mùi nhựa cây, một cái nốt đặc thù của nhóm ship aldehyde, một cái mùi tạo nên cái sự sảng khoái và fresh. Labdanum, hoa hồng đá. Clementine, một loại quýt. Hyacinth, cái hoa này nè mọi người, cái hoa màu tím đây nè. Đây, cái hoa này là hoa mà hồi Tết á, hình như là ở Huế, người em họ của Tuấn á, là chơi hoa lan á, thì cái hoa này là nó gọi là hoa tiên ong. Cái mùi rất là thanh và rất là dễ chịu. Nó kiểu hơi giống mùi của Narciso, là mùi hoa thủy tiên. Thủy tiên nó cũng trồng được và Tuấn cũng đang ngửi cái mùi hoa thủy tiên luôn. Một cái tông mùi hoa tiên ong này không biết là nó thuộc về cái địa lan hay cái gì đó, nhưng mà cái hoa này rất là thơm. Thơm, vừa thơm cái kiểu sắc sảo nhưng mà cũng thanh lịch nữa. Lavender và sage là hai cái nốt thuộc nhóm aromatic, nhưng mà Tuấn không nghe ra rõ mùi lavender và mùi sage trong chai này. Tầng hương giữa bao gồm là trái mận, hoa iris, hoa dương vĩ, rose, hoa hồng, jasmine, hoa nhài, và gardenium là hoa dành dành. Và tầng hương cuối, những cái nốt hương được bôn rất là to, bao gồm tolu balsam, nhựa của tolu, oak moss, rêu sồi, castoreum, một cái loại xạ động vật, benzoin, một cái loại nhựa cây, vanilla, da thuộc, immortelle là mùi của hoa sống đời, hoa bất tử, hoa bất tử nhưng phải sống đời. Styrex cũng lại là một cái loại nhựa cây, và costus, costus, costus hình như là cái hoa mà nó, để coi nó diễn giải là cái hoa này Tuấn có tìm hiểu rồi. Đây nè, cái hoa này nè, cái hoa này nè mọi người, đây Việt Nam có, Việt Nam có cái hoa này. Thực ra cái hoa này cái mùi nó hơi hăng hăng, hơi hơi dầu dầu, cái mùi cái kiểu nó hơi giống mùi bột.
mùi của cái hoa này nó giống như cái mùi hoa dâm bụt á, cái kiểu không phải giống nữa, nó hơi ăn hăng, nó hơi dầu dầu, nó hơi cái kiểu mùi dâm bụt thì mọi người có thể dễ dàng mọi người ấy mà. Với lại cái hoa này thì mọi người cũng có thể tìm được ở Việt Nam luôn. Cái này ở phòng trà Đồng Dao Tuấn đã từng ngắt nó ra Tuấn chơi rồi. Nói chung Tuấn là thuộc dạng là rất là tò mò về mùi. Đa số những cái mùi hoặc là những cái cây cối rồi gì thì Tuấn sẽ cố gắng Tuấn ngửi. Nó như một cái thói quen gì đó. Wow, thật sự là cái chai này là một cái bản mùi mà Tuấn không đoán ra được. Nó giống như những cái chai mà của Amouage gì đó, những cái chai niche mà thuộc dạng mà cái tông mùi sang trọng và cổ điển, nó blend rất là nhiều nốt, và từ những cái nốt, những cái mùi hương nó blend chung như vậy, nó tạo ra một cái tổng mùi, một cái tổng thể mà chúng ta khó có thể tách ra. Ví dụ như cái chai Helmut Lang cũng vậy, khó để mà có thể tách rời ra từng nốt để mà review những cái chai khác. Thì đó là cái hay của nước hoa cổ điển. Nước hoa mà theo cái dạng classic thì thường mọi người sẽ thấy nó là một cái blend mùi, một cái tổng hòa mùi mà mình thích hay là không thích. Chứ còn mà thực sự cái mùi này rất là dễ chịu, Tuấn rất thích luôn. Và Tuấn Tuấn hình dung ra, Tuấn có thể nghe ra được cái nốt hoa tiên ong trong cái chai này. Cái mùi hoa tiên ong á, mọi người nếu có tết á, thường là người ta bán cái củ, và tới tết thì chúng ta phải ngâm nước rồi chúng ta trồng nó, và nó sống được khoảng vài tuần tới một tháng. Thì cái hoa đó mấy đợt tết á, là em họ của Tuấn ở ngoài Huế là hay chơi những cái loại hoa như là tiên ong hay là narciso, là hoa thủy tiên. Mùi nó cực kỳ đỉnh luôn, mùi rất là ngon. Và cái mùi hoa tiên ong trong chai này Tuấn cảm nhận rất là rõ. Nó rõ hơn cả những cái nốt hoa như hoa hồng và hoa nhài trong chai này, nó không có rõ nhiều bằng cái mùi hoa tiên ong. Và cái mùi quýt nữa, cái mùi quýt nó rất là thanh và dễ chịu trong chai này. Dry down bây giờ là Tuấn nghe ra cái mùi lạc bạc và cái kiểu cái mùi hơi căng hăng hăng của những cái loại 3 4 loại nhựa cây trong cái chai này luôn. Và cái mùi xạ nó rất là ấy. Cái sự chuyển hương của cái chai này á, nó rất là hay, nó rất là thú vị. Thật sự là Tuấn không biết cái chai này là phải giải thích về nốt mùi như mọi người với mọi người như nào, nó không biết luôn. Tuấn không thể nào giải trình được cái mùi trong cái chai này. Chỉ là nói tóm lại, đây là một cái tông mùi hoa và trái cây ngay từ đầu. Sau đó nó chuyển biến qua một cái dạng hương của một cái loại rất là sang, cái kiểu mùi tinh dầu sang trọng của những cái loại cây á, trên cái nền xạ hương rất là sâu. Thì đó là những cái gì mà Tuấn có thể giải thích được với mọi người, tại vì cái chai này thật sự là không biết review và giải thích cái mùi gì gần gũi mọi người, không biết luôn, không thể nào Tuấn giải thích được luôn. Và cái chai này thì với cái chất lượng như vậy thì được đánh giá ở cái tầm là bám eternal, bám rất là trâu. Và cái mùi này thật sự Tuấn tin đến cái điều đó, khi mà Tuấn ngửi một cái là Tuấn biết là cái chai này bám sẽ rất là trâu rồi, và cái độ tỏa của chai này cũng khá là tốt, gọi là có thể tỏa được trong một cái vùng không gian quanh mình. À, tuyệt vời, một vị hoàng quý phi mới, có thể là không biết nữa, nhưng mà đây là cái chai mà tới bây giờ Tuấn cảm thấy hứng thú và có thể ngang hàng với Lyric Man mà Tuấn yêu nhất luôn. Đây sẽ là một cái chai mà Tuấn tin là mang lại cho Tuấn cái sự tự tin để Tuấn có thể Tuấn đi thay thế được Lyric Man, để mà gọi là tỏa sáng và gọi là tạo cái sự tự tin tối đa khi mà Tuấn đi diễn những cái chương trình lớn. Tuyệt vời. Nhà này thì có một chai nam rất là nổi tiếng nữa là Barbare cái gì đó. À, thì cái chai đó Tuấn tìm hiểu thì cái mùi nó hơi gắt, hơi hơi cái kiểu nó nam tính hơn, nó cứng hơn mà nó tối hơn. Thì cái chai đó Tuấn không có sắm, Tuấn chưa có sắm, nhưng mà với cái chai này nó xuất sắc như vậy thì Tuấn nghĩ là Tuấn sẽ tiến hành tìm hiểu thêm về cái nhà này, mặc dù thốn thốn ví lắm mọi người. Ok, bây giờ Tuấn sẽ cất cái mã này. Chắc phải kiếm một cái vị trí mới cho em này trong cái tủ này thôi, quá đẹp. Và Tuấn mua nó cũng vì cái tượng này, chân rất là đẹp, mọi người thấy không, một cái tượng rất là sắc sảo, có thể bằng composite, nó rất là cứng cáp chứ không phải kiểu bằng nhựa rồi này kia. Ôi nâng niu quá, phải để đâu sợ rớt. Rồi bây giờ là một cái chai nữ ha, bây giờ Tuấn sẽ tiếp tục review chai nữ Sio Sio San.
Đây, Siocian cũng là một cái hộp bảo vệ ở ngoài khá là chỉnh chu. Và cái hộp này của nữ thì nó lại là cái màu màu kem ha, màu kem, và cái tem của nó thì màu nhũ đồng. Quá đẹp. À, ở trên nó cũng có một cái tem của hãng nè, dán cái siêu lại. À, Siocian là một nhân vật trong một cái vở nhạc kịch của Ý, và cái cô này là người Nhật lấy chồng nước ngoài trong cái thời chiến tranh thứ nhất hay cái gì Tuấn quên rồi. Tuấn có đọc sơ sơ qua về cái vở nhạc kịch này. Thì Siocian là một cái nhân vật mà cũng có một cái tên gọi khác, nickname là bà bướm, Madame Butterfly. Thì nhắc đến cái này là mang đến một cái sự nữ tính, hoa hòe, hoa lá hẹ trong cái chai này rồi đúng không? Thì đây là một cái tác phẩm nhạc kịch ha. Rồi, bóc ra. Hơi. Một cái tượng nữ mọi người ơi, quá đẹp. Và cái juice của cái chai này thì có màu hồng phấn, màu trong trong nha. Mọi người coi cái tượng nè. Trời sao đẹp dữ vậy trời. À, xuất sắc. Tuyệt vời luôn á. Nó sang vô cùng. Bây giờ cái chai này thì chắc chắn là cái mùi nữ rồi, tông mùi nữ, hoa lá rồi này kia rồi. Thì bây giờ Tuấn sẽ tiến hành Tuấn xịt thử cái shot này lên cổ tay phải thử coi. Mọi người biết Tuấn liên tưởng tới cái gì không? Mùi kẹo. Ngay từ đầu luôn. Nhưng mà một cái nốt ngọt ngào của kẹo, kẹo hoa và trái cây, nó có một cái độ phấn, phấn và hơi bén mũi của một cái loại hoa. Một loại hoa rất là quen. Tuấn nghe ra được nốt hoa hồng. Nó hơi phấn phấn. Và cái hậu của nó lên một cái gì đó nó hơi ăn hăng. Nó hơi cái kiểu giống như mùi, nó lên một chút mùi giống như là mùi nhựa, cái kiểu vậy. Mùi trái cây quen lắm. Một mùi trái cây mọng rất là quen. Giống như là mùi, nó hơi có một chút gì đó, nó có cái nốt cam chanh mà gần với cái chai, cái chai của Manchera, Sicily. Và một chút gì đó có nó lên cái nốt giống như mùi tế vải và hoa và phấn, hoa hồng. Lại có một cái nét gì đó của chai chai Bon Chinatown nữa. Bấn loại. Nói chung hai cái chai này bó tay. Nhưng mà đây là một cái chai hoàn toàn nữ tính, 100% nữ tính, không có một cái nốt gì nam tính cả. Mùi này nó giống như là cái mùi mà đúng là nó thể hiện ra một cái hình ảnh của một người, một cô geisha mặc áo kimono, đi với hoa đào, đi dưới cái rừng hoa đào, mùi phấn phấn, mùi dịu dịu, mùi nhẹ nhẹ, ngọt ngào, cái kiểu cái mùi nó cũng có một chút phấn phấn lên, cái kiểu như là mùi son phấn hồi xưa, cái mùi phấn rồi son rồi này, cái kiểu mùi cổ điển hồi xưa mà những cái thỏi son hay những cái hộp phấn cực kỳ sang trọng và đắt tiền. Rồi sau đó tôi nghe ra là một cái mùi nhựa nhựa, cái mùi không biết là nó hơi gắt cắt cái mũi, không biết là nốt gì nó tạo nên cái mùi nhựa nhựa, cái kiểu mùi nhựa nhựa của cái hộp son hộp phấn á, đúng là một cái hộp son hộp phấn luôn. Nó vừa có mùi phấn phấn nè, mùi hoa huyết đồ này kia và trái cây nhẹ nhàng của cái mùi phấn, mùi son và một cái mùi nhựa nhựa. Rất là hay. Chai này nếu mà các bạn nữ, mùi này Tuấn nghĩ nó ngang ngửa với cả chai con công chứ nó không thua gì. Nó tạo nên một cái sự sang trọng. Một cái chai mùi nam thì nó lên cái mùi của Alain Delon.
Và cái chai mùi nữ này là một cái chai cái mùi quý tộc của Elizabeth Hurley hay là cái mùi quý tộc của Grace Kelly, những cái mùi nó rất là cổ điển, nó rất là sang theo cái trường phái là minh tinh màng bạc hồi xưa, cực kỳ sang. Nó cũng tạo nên một cái gì đó nó quyến rũ theo cái kiểu là nó ngon miệng á, kiểu ngửi là muốn cắn á. Cái chai con công á, nó toát lên một cái chai con công cũng đã review rồi, nó toát lên cái vẻ quyền lực hào nhoáng của những cái hoa gọi là vạn phụng chi vương, những cái loại hoa mà hoa làm vua hoa làm trùm á, nó tỏa lên cái sự bát ngát của một cái vườn hoa mà trồng những cái loại hoa mà cực kỳ sang trọng. Nhưng mà cái chai này nó vừa sang trọng mà nó vừa mang một cái sự quyến rũ bí ẩn. Nó có một cái gì đó của một cái người mà trang điểm cực kỳ tinh tế, cực kỳ kỹ lưỡng và rất là celebrity. Có một cái sự quyến rũ ẩn dật ở trong cái chai này nữa. Lại phải nhờ đến Fragrantica. Đây là cái chai ra đời vào năm 2015. Một trong những chai họ mới ra đời gần đây nhất thôi, chứ từ 2016 tới bây giờ là không ra thêm một cái mã nào khác. Và cái chai này được đánh giá tới ồ không được đánh giá cao, 3.98 trên 5, có nghĩa là chỉ mới gần 8 điểm thôi. Nhưng mà Tuấn đánh giá rất cao chai này. Tuấn đánh giá chai này có thể cao hơn một chai nữ mà có thể là Tuấn thích sử dụng á. Tuấn có thể mix mùi chai này với những cái nền nó ấm áp đồ này kia và Tuấn có thể sử dụng chai này luôn. Thì Tuấn chấm điểm chai này cũng 9 điểm. Cao đó chứ không phải là đối với Tuấn là cái chai này phải xứng đáng được 9 điểm. Thì cái chai này nó có những cái tầng hương. Đây là một chai Lainey. Wow, có nốt vải nè, lychee, cherry blossom là mùi hoa của cây cherry, mùi hoa cherry. Thật sự cái mùi hoa cherry Tuấn không hình dung ra được. Mình chưa ngửi cái mùi hoa cherry bao giờ. Peony là mùi hoa mẫu đơn, không biết luôn. Yuzu là một cái loại cam của Nhật. Mùi này thì đúng là cái mùi của trong cái chai Sicily của Mancera có, và trong cái chai không nhớ có một cái chai nào Tuấn đã review về cái nốt mùi này rồi. Mùi trà không nghe nên rõ cái mùi trà, mùi bưởi, xạ hương, chanh, gừng, không nghe ra rõ mùi gừng, gỗ quay giác và gỗ tuyết tùng. Không biết, thực ra trong chai này Tuấn chỉ nghe ra rõ được cái mùi hoa. Hoa thì mình không hình dung ra được, hai cái đốt hoa là hoa mẫu đơn và hoa hoa trái cherry thì không biết, chưa ngửi ở ngoài bao giờ. Và mùi cam chanh có nhận ra, mùi trái vải có nhận ra, còn lại những cái nốt còn lại thì Tuấn không có tắt được. Thì giống như cái chai Ship Palatine đó, thực sự cái chai này là một cái tổng hợp mùi mà khi Tuấn ngửi vô Tuấn cảm nhận đây là một cái hộp phấn son cao cấp. Nó có một cái mùi hoa trái rất là nhẹ nhàng trong cái thỏi son hay là cái hộp phấn, nó khá là phấn phấn, nó phấn phấn, nó mịn màng, nó cực kỳ celebrity luôn. Và cái mùi nền của cái chai này nó lên một chút gì đó nhựa nhựa mà Tuấn nghĩ đó là mùi gỗ quy giác nó tạo nên. Cái mùi nó giống như một cái hộp phấn mà mình ngửi vậy đó. Rất happy với hai chai này. Cái chai Palatine, đây là một cái sự gọi là nói ra thì nó hơi hơi phũ phàng với Lyric Man, nhưng mà Palatine sẽ là cái chai mà Tuấn đánh giá ngang ngửa với chai Tuấn yêu nhất cho tới bây giờ, đang có chai thứ hai rồi. Tuấn yêu nhất luôn, ngang ngửa với Lyric Man luôn, đó là chai Ship the Palatine. Một tông mùi rất là sang. Sang đỉnh. Mùi của Alain Delon ha, những cái tài tử Pháp hồi xưa. Và chai này cũng là một cái mùi cổ điển thanh lịch và rất là khá là vừa nhẹ nhàng mà vừa quyến rũ mà nó cũng sang nữa. Của những nữ minh tinh của những cái thời thập niên 60 70. Nhà MDCI rất là thành công khi có hòa những cái gọi là những cái masterpiece trong nghệ thuật thành những cái mùi hương mà nó tạo một cái sự gợi nhớ về cái sự thanh lịch cổ điển. Tuấn đánh giá rất là cao hai chai nước hoa này sau khi mà Tuấn review những cái cảm nhận ban đầu, thì Tuấn thấy là cái concept và cái ý tưởng của cái nhà MBCI này cực kỳ là đặc sắc và thú vị. Và nếu
gọi là ở cái vị trí Tuấn. Tuấn mua hai chai này hoàn toàn blind buy, không biết mùi, và Tuấn tới bây giờ 100% Tuấn không hối hận một chút nào cả về hai cái chai. Còn đối với mọi người thì không biết, không không khuyên mọi người mua tại vì nó rất là mắc, khó tìm. Còn ai thích chơi hay là thích cái kiểu sưu tầm dạng như Tuấn á, đây tường thì tùy mọi người thôi, nhưng mà thực sự Tuấn không hề hối hận về cái hai chai này khi mua. Ok, đó là tất cả những gì về ngày hôm nay, là một clip bấn loạn về hai chai nước hoa thuộc dạng là rất là VIP của MDCI mà Tuấn ôm được về, và chắc chắn là trong thời gian tới Tuấn phải tiếp tục tìm hiểu về cái nhà này rồi. Một cái sự tốn kém và một cái sự đau đớn thốn ví trong thời gian tiếp theo mà Tuấn sẽ tìm hiểu cái nhà này. Thì mọi thông tin gì cần hỏi han về nước hoa thì liên hệ thôi. Còn hai chai này thì mọi người tìm được, mọi người thích thì mọi người chơi, chứ Tuấn không có khuyên, không có xúi, tại vì giá thì cao, hàng thì khó kiếm. Nhưng mà cái mùi thì Tuấn có thể guarantee được hai cái mùi này. Mùi này mùi nam rất là chững chạc và sang trọng. Độ tuổi của chai này phải trên 30. Thể hiện được một cái sự sang trọng và lịch lãm. Mùi này thì trẻ trung hơn, có thể từ 20 tuổi sử dụng được rồi. Cũng thể hiện một cái nét gì đó cổ điển của Pháp, của cái thời gọi là hoàng kim của châu Âu. Cực kỳ ngon. I like it. Đó là tất cả những gì về MDCI, Ship Palatine và COCO San ha. Và chào mọi người, hẹn gặp lại vào clip sau. Đây là một cái clip mang tính chất khoe của. Mọi người thông cảm nha. Nhưng mà thật sự là Tuấn rất là hứng thú với hai em này. Tuấn rất là thích. Bây giờ Tuấn sẽ kiếm một cái góc trang trọng ở cái, bắt đầu từ clip sau mọi người sẽ thấy hai chai này xuất hiện trên cái tủ của mình ở sau lưng rồi đó.